Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 29 tháng 4 của FBC với những thông tin nổi bật sau đây. Căng thẳng ở eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông dường như đã lên mức đỉnh điểm. Cựu cố vấn an ninh Mỹ cảnh báo Đài Loan đang gặp nguy hiểm tối đa trước quân đội Trung Quốc. Quan chức Úc cho rằng tiếng trống xung trận đã vang lên ở Đài Loan. Đồng thời, Úc tăng cường tập trận với Mỹ đề phòng các hành động khiêu khích của Bắc Kinh. Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản lần đầu phê phán thẳng mặt Trung Quốc ủng hộ Đài Loan. Tiêm kích Nhật tiến hành bám đuôi trực thăng Trung Quốc trên quần đảo tranh chấp Senkaku. Một số tin nóng khác. Mỹ đẩy nhanh phát triển máy bay chiến đấu đánh chặn tên lửa từ Triều Tiên, Iran. Trung Quốc đứng về phía Nga chống lại đòn trừng phạt của Mỹ. Loạt nghị sĩ thúc ép ông Biden bóp nghẹt túi tiền của quân đội Myanmar. Động đất mạnh rung chuyển miền Bắc Ấn Độ, tạo thêm gánh nặng giữa COVID-19. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 29 tháng 4 của FBC. Taiwan News mới đây dẫn lời một cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Đài Loan đang gặp mối nguy hiểm tối đa từ quân đội Trung Quốc POA. Cụ thể, cựu cố vấn HR Master hiện là chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Rover cho rằng những động thái đe dọa tăng cường của chính phủ Trung Quốc đối với Đài Loan có thể khiến binh sĩ Trung Quốc cảm thấy họ có nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề eo biển. Và họ rất dễ trở nên kích động, gây ra các sự cố làm căng thẳng leo thang nhanh chóng, dẫn đến xung đột vũ trang. Cựu cố vấn an ninh Master nhận xét, Đài Loan đang đứng trước mối nguy hiểm lớn nhất và tất cả đang tiến nhanh đến một cuộc xung đột. Ông Master cho rằng, cột mốc quan trọng mà Trung Quốc có thể điều binh đánh Đài Loan là vào năm 2022, ngay sau khi Bắc Kinh hoàn tất việc tổ chức Thế vận hội mùa đông và kỳ đại hội đảng lần thứ 20. Chuyên gia Mỹ khẳng định, việc Bắc Kinh gần đây ráo riết sử dụng chiến tranh vùng xám, bao gồm điều hàng chục chiến đấu cơ áp sát Đài Loan, chính là nhằm mục đích đánh lạc hướng, khiến cộng đồng quốc tế quen dần với hoạt động của POA và bớt đề phòng khi Trung Quốc thực sự huy động binh lực xâm chiếm hòn đảo 24 triệu dân. Ngoài ra, cựu cố vấn Master cảnh báo Trung Quốc còn có nhiều hành động đáng lo ngại để đập tan tinh thần chống cự của Đài Loan, bao gồm gián đoạn vào kinh tế và mua chuộc giới tinh hoa của hòn đảo. Gần đây, Úc cũng tỏ ra gay gắt hơn với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan. Hai bên khẩu chiến dữ dội, bắt nguồn từ việc Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton hôm 25 tháng 4 cảnh báo rằng xung đột giữa hai bờ eo biển là không thể xem nhẹ. Ông còn nói Bắc Kinh ngày càng lộ rõ ý đồ muốn sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực. Đáp lại phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân, yêu cầu Úc nhận thức rõ ràng mức độ nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và hãy tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc. Ông Uông kêu gọi Canberra đừng gửi thêm những tín hiệu sai lầm nhằm ủng hộ cho sự độc lập của Đài Loan. Cuộc khẩu chiến tiếp tục bùng nổ dữ dội vào ngày 27 tháng 4 khi thư ký Bộ Nội vụ Úc Mark Bizzolo có bài viết bình luận rằng trong một thế giới với những căng thẳng và lo ngại bất tận, tiếng trống xung trận vẫn luôn nổi lên, đôi khi tiếng trống nhẹ nhàng và xa xăm, nhưng cũng có nhiều lúc trở nên vang dội và dùng dập hơn. Đáng chú ý, thư ký Benzulo cảnh báo, mặc dù Úc luôn nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở khu vực giữa hàng loạt động thái hiện đại hóa quân sự của nhiều bên, nhưng Canberra cũng nên chuẩn bị cho lời nguyền chiến tranh. Ngày 29 tháng 3, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết, Úc là một người bạn quan trọng của Đài Loan ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời là một đối tác chung lý tưởng, ủng hộ tự do và dân chủ. Bà Âu bày tỏ, Đài Loan hoan nghênh các nhà lãnh đạo quốc tế chú ý nhiều hơn đến tình trạng ở eo biển và lên tiếng ủng hộ cho hòa bình, ổn định khu vực giữa lúc có nhiều hành động khiêu khích đáng lo ngại. Cũng liên quan đến chiến lược quốc phòng của Úc, Thủ tướng Scott Morrison hôm 28 tháng 4 thông báo, nước này sẽ chi khoảng 580 triệu đô la để nâng cấp 4 căn cứ quân sự ở miền Bắc và mở rộng tập trận với Mỹ. Đáng chú ý, theo Reuters, một đường băng ở lãnh thổ Úc sẽ được mở rộng để các loại máy bay lớn có thể hoạt động. Ngoài ra, Úc có thể nâng cấp xây mới các cơ sở tập trận huấn luyện. Tiến trình nâng cấp nói trên sẽ bắt đầu trong năm nay và dự kiến hoàn tất vào năm 2026. Thủ tướng Morrison khẳng định, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lợi ích của Úc bằng cách đầu tư vào lực lượng quốc phòng của đất nước, cũng như thông qua việc hợp tác với Mỹ, các đồng minh và láng giềng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kế hoạch nâng cấp nói trên sẽ nhằm hỗ trợ việc mở rộng quy mô tập trận giữa Úc và các đồng minh, trong đó nổi bật là Mỹ. Cuộc tập trận chung Talisman Cyber của Úc và Mỹ hiện diễn ra 2 năm một lần. Lần tập trận tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới. Thông thường, cuộc tập trận này diễn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước Úc với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ hai nước. Động thái củng cố năng lực quốc phòng của Úc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn.
Trong sách xanh ngoại giao thường niên vừa được công bố hôm 27 tháng 4, chính phủ Nhật Bản đã mô tả Đài Loan là người bạn và đối tác quan trọng, bày tỏ ủng hộ Đài Loan tham gia vào Hội đồng Y tế Thế giới WHA. Cụ thể, theo sách xanh được Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu trình bày trước Quốc hội Nhật Bản, Tokyo tập trung vào việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội và mối quan hệ song phương Nhật-Trung có nhiều bất đồng do Bắc Kinh đe dọa thay đổi hiện trạng ở khu vực Đông Á. Ngoài ra, sách xanh cũng bày tỏ quan ngại về luật hải cảnh mới của Trung Quốc, vấn đề ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và đàn áp dân chủ ở Hồng Kông. Ngoài ra, Nhật Bản khẳng định chiến lược ngoại giao của họ là hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới để đảm bảo quyền tự do hàng hải dựa trên luật lệ. Nhật vốn đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Úc và Ấn Độ trong Liên minh Bộ Tứ Kim Cương, ứng phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Trong sách xanh, Nhật Bản còn nhấn mạnh về những thành quả khá tích cực của Đài Loan trong chống dịch COVID-19. Tokyo cho rằng khi đương đầu với những dịch bệnh nguy hiểm thì không có chỗ nào cho những toan tính chính trị. Tất cả các khu vực đều nên chia sẻ thông tin một cách tự do, minh bạch, nhanh chóng. Vì vậy, Nhật Bản mạnh mẽ ủng hộ cho chiến dịch của Đài Loan để tham gia vào Hội đồng Y tế Thế giới WHA với vai trò là quan sát viên. Ngay sau khi Nhật công bố sách xanh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ thông qua các kênh ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 27 tháng 4 khẳng định, báo cáo thường niên của Nhật đã thổi phồng các mối đe dọa từ Trung Quốc. Ông Uông cho rằng Tokyo đã thù hằn bôi nhọ, đồng thời cố gắng can thiệp vào vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Trong sách xanh năm 2021, Nhật Bản lần đầu tiên khẳng định các tàu hải cảnh của Trung Quốc tiến vào vùng biển tiếp giáp hòn đảo Senkaku thuộc tỉnh Okinawa là vi phạm luật pháp quốc tế. Đáp lại, phát ngôn viên Uông Văn Bân cho rằng các đảo này thuộc về chủ quyền rõ ràng của Trung Quốc và hải cảnh nước này chỉ đang thực hiện các hoạt động tuần hành hợp pháp. Người phát ngôn khuyến nghị Nhật Bản nên thừa nhận các sai lầm và cần có những hành động mạnh mẽ để cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc. Phía Tokyo chưa lên tiếng phản hồi. Căng thẳng đang ngày càng nảy sinh giữa hai nước Nhật, Trung xoay quanh hàng loạt vấn đề, bất chấp đôi bên có những ràng buộc chặt chẽ về thương mại. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản mới đây cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc do chiếc Liêu Ninh dẫn đầu và có thêm 5 tàu khác hộ tống đã tuần hành theo hướng Bắc giữa các đảo Okinawa và Miyakojima của Nhật Bản trong 2 ngày, ngày 26 và ngày 27 tháng 4, sau đó tiến vào biển Hoa Đông. Hồi đầu tháng 4, nhóm chiến hạm này đã tuần hành theo hướng Nam ở cùng khu vực để tiến vào Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết thêm, sau khi tiến vào Hoa Đông, một trực thăng cảnh báo sớm đã xuất kích từ tàu sân bay Liêu Ninh và bay vòng quanh trong bán kính từ 50 đến 100 cây số ở phía bắc đảo Taisho, thuộc nhóm đảo Senkaku, đang diễn ra tranh chấp chủ quyền gay gắt giữa Tokyo và Bắc Kinh. Phía Nhật Bản đã điều tiêm kích sẵn sàng đáp trả nếu trực thăng Trung Quốc có hành động quá quắt. Tuy nhiên sau đó, chiếc trực thăng đã rời đi mà không xâm phạm vào không phận Nhật Bản. Nhóm tàu sân bay Trung Quốc không đi vào lãnh hải Nhật Bản. Trước đó, vào đầu tháng này, Bắc Kinh đã thông báo một nhóm tác chiến tàu sân bay đã tiến hành tập trận hải quân ở vùng biển gần Nhật Bản và Đài Loan, nhằm gửi thông điệp cứng rắn cho hai đối thủ này và đồng minh của họ là Mỹ. Theo Bloomberg, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch phân bổ gần 18 tỷ đô la để phát triển, sản xuất và bảo trì loại máy bay chiến đấu mới có thể đánh chặn tên lửa từ Triều Tiên hoặc Iran. Đây sẽ là gói tài chính mua sắm quốc phòng lớn đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ là chế tạo 31 máy bay đánh chặn, trong đó có 10 chiếc dùng để thử nghiệm. Theo phát ngôn của cơ quan phòng thủ tên lửa Mark Rice, máy bay đánh chặn thế hệ mới sẽ trình làng muộn nhất vào năm 2028. Những máy bay chiến đấu nói trên sẽ được triển khai tiêu diệt tên lửa phóng đi từ các quốc gia thù địch như Triều Tiên và Iran. Khí tài này sẽ được triển khai tại các căn cứ ở Alaska, với mỗi máy bay đánh chặn ước tính trị giá gần 500 triệu đô la. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định chiến tranh giữa Nga với Ukraine ở vùng chiến sự Donbass là có thể tránh được và nên tránh xảy ra. Ngoại trưởng Nga cho rằng nếu mọi thứ phụ thuộc vào chúng tôi và phe ly khai ở Donbass, thì chỉ cần chúng ta tiếp cận vấn đề dựa trên các nguyên tắc sẵn có, chúng ta sẽ tránh được xung đột. Ông Lavrov bình luận thêm rằng, nếu nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của Ukraine, rất có thể Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ làm mọi thứ và trả mọi cái giá để giữ được quyền bạo lực, bao gồm việc trấn áp toàn diện quân ly khai ở Donbass. Trong một diễn biến khác liên quan đến Điện Kremlin ngày 28 tháng 4, cũng bình luận về việc ông Zelensky đề xuất đưa thêm một số quốc gia khác như Mỹ, Anh, Canada vào định dạng Normandy, vốn gồm 4 nước Pháp, Đức, Nga, Ukraine, để bàn bạc giải quyết vấn đề miền đông Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phản ứng rằng cách Tổng thống Ukraine đưa ra đề xuất như vậy đã gửi đi tín hiệu sai lầm. Suốt thời gian gần đây, miền đông Ukraine đang trở thành điểm nóng bạo lực trên thế giới khi liên tiếp xảy ra xung đột giữa phe ly khai và quân chính phủ. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Kiev đang kéo vũ khí và thiết bị tới đường liên lạc phía đông nam của Ukraine.
Mới đây khi trả lời phỏng vấn với đài CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận ông chưa rõ liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức chấp nhận lời mời gặp mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden hay chưa. Tuy nhiên, đôi bên đã và đang thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh có thể sớm diễn ra. Ngoại trưởng Blinken nói thêm rằng Mỹ và Nga có thể hợp tác vì nhiều lợi ích chung, bao gồm sự ổn định chiến lược và gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí New START nếu lãnh đạo Nga lựa chọn con đường không leo thang căng thẳng. Những bình luận trên của ông Blinken đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đã đề xuất tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Nga ở một quốc gia thuộc châu Âu, có nhiều kỳ vọng là cuộc gặp có thể diễn ra vào đầu tháng 6, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông Biden sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga gần đây chỉ trích việc Mỹ tăng cường trừng phạt đã làm tổn hại đến lợi ích chung của hai bên. Nga cũng có động thái trả đũa, khiến những bất đồng giữa Moscow và Washington chưa thể lắng dịu. Giữa lúc căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng, Bắc Kinh đã thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Putin, đồng thời gọi mối quan hệ Nga-Trung là những đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương. Ông Uông cũng nói thêm, tốt hơn là Washington nên xử lý chính sách khác biệt của các bên trên cơ sở bình đẳng và nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Phát ngôn của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây ký sắc lệnh ban hành một loạt các biện pháp hạn chế đối với công ty và các quan chức của Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, đây là các biện pháp tương xứng để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ trước hành động gây hại của Nga, bao gồm xâm nhập mạng và can thiệp vào bầu cử. Điện Kremlin cho biết họ vẫn đang xem xét các phản ứng đáp trả phù hợp. Về phía Nga và Trung Quốc, hai nước gần đây đã đưa ra một loạt cam kết về tăng cường quan hệ hợp tác về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, không loại trừ khả năng hợp tác quân sự. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Putin cho biết, việc cân nhắc về liên minh quân sự Nga-Trung là có thể xảy ra. Tổng thống Nga cũng đề cập đến những cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước và việc Nga đang chia sẻ những công nghệ quân sự nhạy cảm với Trung Quốc. Hôm 27 tháng 4, một nhóm thượng nghị sĩ thuộc lưỡng đảng ở Mỹ đã viết thư kêu gọi Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen xem xét các biện pháp gia tăng cấm vận lên chính quyền quân sự Myanmar. Theo Reuters, các nghị sĩ kêu gọi đóng băng phần lợi nhuận của công ty dầu và khí Myanmar. Cơ quan này thuộc Bộ Năng lượng Myanmar mang về nguồn tài chính cho giới lãnh đạo quân sự. Các thượng nghị sĩ đề xuất các liên danh trả doanh thu vào một quỹ ủy thác, được giữ cho đến khi Myanmar có một chính phủ dân cử, hoặc nguồn tiền sẽ được sử dụng cho mục đích nhân đạo. Các nhóm nhân quyền đã thúc giục các công ty năng lượng Mỹ bao gồm Chevron và Total cắt đứt quan hệ với Myanmar sau khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của cố vấn nhà nước Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2, giam giữ bà và đàn áp những người biểu tình. Biểu tình tiếp tục nổ ra vào hôm 28 tháng 4 tại thành phố Yangon, Myanmar. Theo tổ chức nhân quyền AAPB, đến nay đã có ít nhất là 755 người thiệt mạng trong cuộc đàn áp quân đội Myanmar đối với làn sóng biểu tình. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, số liệu nói trên bao gồm 2 người bị bắn tử vong vào hôm Chủ nhật vừa qua. Mặt khác, có tới gần 3.500 người đang bị giam giữ và 79 người trong số họ đã bị kết án nghiêm trọng. Cao ủy Liên Hợp Quốc hồi giữa tháng 4 cho rằng, Myanmar có nguy cơ bùng nổ xung đột toàn diện, đi theo vết xe đổ giống như cuộc nội chiến dai dẳng ở Syria. Cộng đồng quốc tế kêu gọi chính quyền quân sự chấm dứt bạo lực để ngăn cản tình trạng thảm kịch này xảy ra. Một trận động đất mạnh 6 độ đã xảy ra ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ hôm 28 tháng 4, gây ra các vết nứt lớn trên tường và sàn của một số công trình. Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết, trận động đất xảy ra ở gần thị trấn Hekiazuli, cách thành phố chính Guwahati 140 km về phía bắc. Một cảnh sát thị trấn nhận xét, đây là trận động đất lớn nhất theo trí nhớ của tôi. Chúng tôi không nhận được bất kỳ cảnh báo khẩn cấp nào, nhưng mọi người đã lập tức chạy khỏi nhà khi có rung lắc. Trận động đất mạnh 6 độ xảy ra trong bối cảnh bang Assam và khắp Ấn Độ đang đương đầu khó khăn vì thảm kịch COVID-19. Cả nước Ấn Độ hiện ghi nhận gần 18 triệu ca nhiễm và hơn 200.000 ca tử vong do COVID-19. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!